Ok, chào mọi người. Hôm nay shop đã gửi cho mọi người ít máy câu nha mọi người. Thì đa phần những máy này sẽ là những con máy hàng xách tay từ Nhật về. Đó, có những máy như Abu nè, Daiwa, Daiwa Kit, Daiwa Cetet. Chiếc này về thì được một con GS nha mọi người, một con GS cực kỳ đẹp luôn. Đó. Shimano thì có Ortega, thì Wind Power, Nasit. Rồi để shop lên cụ thể từng món cho mọi người xem. Shop bán hàng thì cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗ không lép shop lên á thì anh em cứ gửi về shop nhé. Rồi cảm ơn mọi người. Để gửi mọi người xem mã số 1. Thì mã số 1 gửi giống người là một con Abu. Thì đây một con Abu 5000. Thì máy Abu 5000 nhưng mà có xây tương đương ra tầm khoảng 6000 Shimano nhé. Đó. Đây. Thì con này cứ cước bè số 3 cho được 240 m, cước số 6 được là 150 m. Máy này thì nó dạng mới 99% nha mọi người, nó chỉ thiếu hộp thôi. Con này thì lấy từ thị trường Nhật về, cái này thì mình lấy nguyên lô luôn. Có tầm khoảng 3-4 con gì đó nên là một con tương trưng cho anh em nhé. Con này nó chạy sẽ là 4+1 bạc đạn nha mọi người, 4+1 bạc đạn tay quay núm tròn đó. Con này thì dạng thích hợp về cho anh em câu ngâm, câu lăn xê, còn thôi anh em câu lóc mà anh em câu nhé thạch nhé, câu nhé thạch, câu cần tầm khoảng 3m, 2m9 nhé. Đó. Máy thì hoạt động rất là mượt cho mọi người, chân chu nhé, rất là ngon lành. Máy đó. Máy chống trả ngược thì ok. Đó. Thì con này nó không có cái rạc cước chuyển qua chuyển lại nha mọi người. Đó. Những con máy đời, con này đời sẽ là 2021, những con máy đời bây giờ thì nó sẽ tối giản này nha, không có gạt cước trở qua chân ngược, nó chỉ quay tới thôi. Đó, máy thì hoạt động chân chu nhé, lấy cước ok, bobin là bobin sống nhé, có cước theo máy luôn. Đó, thì con này được sản xuất tại China nha mọi người, đa phần những máy Abu mới giờ sẽ được sản xuất tại China, hoạt động rất là êm nhé. Rồi máy số 1 750k nha mọi người, 750k cộng ship máy số 1. Tiếp theo máy số 2, con số 2 thì nó sẽ còn hợp. Thì đây một con máy của hãng Daiwa, thì đây một con Daiwa G-Boss. Dòng này thì được rất là nhiều anh em ưa chuộng và thích công. Máy về thì nó sẽ có sách nè, đó. Sách hướng dẫn nha mọi người. Đó. Đó. Hộp sách hướng dẫn. Và con này thì nó là một con G-Boss 2500. Đó. Nó gây xây nó gây tầm khoảng 3000 Shimano. Đây mọi người. Gatio của nó là 4.7.1, nặng là 280 g, mắt rắc của nó là 4 kg, cước số 2 sẽ được 200 m, cước số 3 sẽ được 150 m, cước số 4 sẽ được là 100 m. Con này chạy là 5+1 mặt đạn nha anh em. Đó. Thì đây một con máy của China sản xuất, xuất cho thị trường Nhật nhé. Đây một con robot anh em, máy này. Đó. Thì cái thông số trên nồi đây nó bị bay mắt này nha anh em. Đó. Đây. Đó. Thì ngoại hình tổng thể thì còn ok, thông số trên hình mai có xe xác ở đây một tí. Đó. Đây tí. Đó. Nói chung thì đây xe xác nhé, mai có xe xác. Đây. Được cái là hoạt động anh em rất là mượt nhé. Máy này thì bao hoạt động, bao lỗi lầm nha mọi người. Đó, hoạt động chân chu, trả ngược ngon lành, trả dính cho dính, quay ngược ngon lành, ok nhé, mượt mà nha mọi người, về tới ngon lành luôn. Máy thì rất là mượt nhé. Rồi giá công khai máy số 2 giá là 650k nha mọi người, 650k cộng ship máy số 2. Con này về đánh lốc nên nhá, hơi là chùm luôn. Đây cái căn máy hơi xước sáng nè. Đó, máy sau thì mình sẽ quay kỹ cho anh em, vậy anh em chốt thì báo mình để chụp hình cận cảnh đây nhé. Tiếp theo sẽ là con máy số 3 nha mọi người. Con số 3 lên cho mọi người là một con Daiwa Gearlit. Đó, con này 2500, có xe tương đương tầm khoảng 3000 Shimano. Thì con này Gatio của nó là khoảng là 4.7.1, nặng là 280 g, mắt rắc là 4 kg, mặt đạn của nó là 4+1 nhé. Thì con này vẫn là hàng của China, xuất cái tiền Nhật nha mọi người. Đó, xây con này là sẽ là xây 3000, cước số 3 như 150 m, cước số 4 như 100 m. Con này thì nó về nó còn túi luôn. Đó, còn túi, còn sách hướng dẫn, lông đèn phụ. Đó. Con này thì rất là nhiều anh em ở Long An câu về câu lóc.
Đó, con này hoạt động rất là bền bỉ nha nè, hoạt động chân chu êm mượt, rất là mượt nhé. Đấy, cước ngon lành, mua bên là mua bên sẵn vẫn xay nha, tiếng gắt vẫn ngon, ok. Tổng thể qua hình đây. Đó, đây nó có xây sát đây tí nè. Đó, đây thì còn đẹp nè, con lăn xước nha nè, xước sát đây tí mà con lăn quẳng là sáng bóng đẹp nha, lăn quẳng lăn bình thường nha. Đó, đây máy hoạt động, máy tổng thể màn hình còn tương đối ok. Đó, nói đẹp thì nó không quá đẹp nhưng mà nó xấu thì cũng không nhất thiết quá xấu, tổng thể mình ok, hoạt động thì rất là mượt, con này mượt khỏi bàn. Đó, mặt bạn trả ngược ok nha nè, quay chân chu. Đó, quay ngược ok, đây, rất là mượt, không có tiếng động lạ luôn, về tới ok. Đó, ngon lành. Rồi, giá công khai máy số 3, giá là 950k nhé. Tiếp theo máy số 4, máy số 4 gửi cho mọi người vẫn là một con máy tay qua ghi là lít. Đây mọi người, đây một con Gelenlit 3000. Đó, thì con này nó có xe tương đương tầm khoảng 4000 Shimano nha. Cước số 4 được là 150m, cước số 3 được là 200m. Thì con này nó vẫn chạy là 4 cộng 1 mặt đạn. Ngoại hình con này cũng tương đối sáng nhé, đẹp nha mọi người. Hàng này vẫn là hàng của China xuất Nhật. Đây, đó, ngoại hình sáng, không có xe sát dưới đây luôn, à, rất là đẹp. Mùi pin đây, nó bị xước ở đây một tí mọi người, bị xước ở đây thôi, à, phần còn lại đẹp đẽ nhé. À, máy này vẫn là của hàng của China xuất Nhật nha mọi người, hoạt động thì rất là mượt. Con này anh em về câu nháy hơi nhá, thật là ok lắm, đó, câu lua câu ngâm thả ra, hoạt động chân chu nhá, rất là mượt luôn. Để kế bên cho anh em nghe, đó, quay ngược đây. Khá à, bếp dính ngon lành nha mọi người. Đó, mặt bạn trả ngược ngon lành, hoạt động ok chân chung. Rồi, giá công khai máy số 4, giá là 1.100.000 nha mọi người, 1.100.000 cộng ship máy số 4. Tiếp theo máy số 5, máy số 5 gửi cho mọi người là một con máy Shimano Nasit. Đó, đây một dòng Nasit mà được rất là nhiều anh em săn đón. Đây một dòng máy Nasit mà được gọi là bền bỉ nha mọi người. Thì con Nasit này một con Nasit 210. Con này một con C3000 nha anh em, C3000. À, dòng máy body. Đây, máy rất là đẹp nha. Tổng thể rất là đẹp. À, phần dưới đây nó không bị xước nhiều luôn mọi người. Đây. Đa phần những con máy sẽ bị xước phần đít này, nhưng mà máy này nó còn rất là đẹp luôn. À, còn lăn ok nhé. Máy Nasit này được sản xuất tại Malaysia nha anh em, Malaysia xuất cho thị trường Nhật. Đây. Máy còn ok. Nút máy có nút châm dầu luôn. À, máy sạch sẽ đẹp đẽ. Thì con Nasit này thì có cước bê, anh em vô bê số 2 á, sẽ được 180m, bê số 1.5 sẽ được là 270m. Anh em câu cước thì con này cước số 3 sẽ được 150m, cước số 4 vô được 100m. À, một con máy Nasit C 3000, máy body. Máy thì hoạt động rất là chân chu rồi, êm mượt nhá. Đây. Êm thì thầm luôn á. Để kế bờ cho anh em nghe. Đó, rất là ngon lành, quay ngược ok chân chu. Đó, quay tới ngon lành, trả ngược, trả dính nhé, quá ok luôn. Mua bên đây. Đó, ngon lành nhé, máy rất là đẹp, gạt cước ok. Rồi, giá công khai máy số 5, giá là 1.300.000 nha, 1.300.000 cộng ship. À, một con máy ngoại hình nó ra tầm khoảng 93-95%, máy rất là đẹp. Tiếp theo máy số 6, máy số 6 gửi cho mọi người vẫn một con máy Shimano Nasit. Thì con Nasit này là một con Nasit xây 2500, con này là một con ếch của nó là máy có nông nha anh em, 2500 ếch. Đây, máy có nông. Máy này tổng thể ngoại hình thì còn rất ok nhé. Đây có xe sát đây một tí nè. Đó. À, máy này vẫn là máy của Malaysia xuất cho thị trường Nhật nha anh em. Đó. Bên đây ok đẹp nha mọi người. Đây, con lăn cước còn sáng bóng. Phần dưới đây không bị xước nhiều luôn. Đó. Đây. Đẹp đẽ.
chung thì con này nó vẫn ok, tổng thể ngoại hình đẹp nhá, hoạt động thì chân chu nha anh em. Để kế bên cho anh em nghe luôn, rất là mượt nha mọi người, mặt đạn trả ngược ngon lành, pha dính pha dính, quay ngược chân chu, quay tới im mượt, tiếng rắc mua viên đây, ngon lành. Con này về cho anh em lua nhé, chuyên về cho anh em câu lua, câu bi sô, câu he chi. Thì con này cước bè thì anh em bè 0.8 á, sẽ được 150m, bè số 1 sẽ được 110m nha mọi người. Đó, máy tổng thể của hình đẹp, đó, hoạt động ngon lành. Rồi giá số máy số 6, giá là 1.1 triệu nha anh em, 1.1 triệu cộng ship, một con máy có nông của Shimano. Theo anh đây, gửi cho mọi người máy số 7. Máy số 7 gửi cho mọi người là một con máy Shimano Ultegra 3000. Thì đây, máy này về thì nó sẽ còn hộp, còn túi nè. Để xem có lông đèn phụ không. Đó. Hộp túi. Hộp túi sách hướng dẫn nha mọi người. Máy về sao thì sẽ để cho anh em vậy. Thì đây một con Shimano 3000, hàng của Malaysia sản xuất nha. Nó xuất cho thị trường Nhật nha anh em. Đó. Thì con này đời sẽ là đời 205 và con này gato của nó là 4.8.1, nặng là 320g, mặt đạn của nó là 4+1, 3+1 nha anh em, 3+1. Và con này cước số 3 sẽ được 150m, cước số 4 sẽ được 110m. Be thì anh em câu be số 1.5 sẽ được là 210m, be số 2 sẽ được 180m. Đó, một con Shimano C3 Ultegra 3000. Đó, còn hộp máy thì còn cực kỳ xuất sắc luôn. Đó. Đây nè, một con về anh em có thể câu nhá hơi nhá thật. Đó, thả ra. Anh em có thể câu lăn xê, câu ngâm. Ngon lành. Đó, con máy rất là đẹp nha mọi người. Ultegra 3000. Máy Mala sản xuất. Máy cực kỳ xuất sắc nha. Con này thì nó bị đây nè, nó bị xước sơn chỗ này nha, chỗ này chắc do cái nước tẩy sơn á, người ta lau vệ sinh không kỹ đó, bị xước sơn chỗ này nhé, chỗ này thôi anh em, xước chỗ này, cái phần còn lại nó dạng cái xước nhỏ thôi, còn rất là đẹp. À, anh em yên tâm, máy thì hoạt động thì bên mình sẽ bao hoạt động cho anh em nhé, máy hoạt động rất là mượt. Nút châm dầu nè, chưa có dấu hiệu tháo luôn. Tiếng rắc mua bên con này nghe rất là đã mọi người. Hoạt động này chân chu. 3000 thì anh em về câu thả ga nhé, câu lăn xê, câu ngâm, câu lua đều được nhé. Máy hoạt động rất là mượt nha mọi người. Đây, chân chu. Máy ngược ok. Đó. Đây, mặt bạn trả dính nhé. Rồi giá công khai máy số 7, giá là 1.600.000 nha anh em, 1.600.000 cộng ship máy số 7. Tiếp theo máy số 8, máy số 8 gửi cho người vẫn là một con của máy của Shimano. Thì đây một con Shimano Ultegra C3000, C3000 là loại máy bao đầy nha anh em, bao đầy nhỏ gọn. Đây, thôi hàng máy kế bên, đó, thấy không, khác biệt liền. C3000 máy bao đầy nhỏ gọn nhé. Thì con này cũng dạng xuất sắc, ngoại hình rất là đẹp. Đó. Nói chung thì con này đẹp, chỉ một từ thôi, đây, rất là đẹp. Máy này vẫn là của Malaysia sản xuất, xuất cho thị trường Nhật. Máy rất ok nhé. Đây. Không còn bàn. Đó, máy cực kỳ đẹp, đẹp và đẹp. Máy đánh giá cảm quan cá nhân thì nó ra tầm khoảng 95% nha người. Đây, nút châm dầu chưa tháo luôn. Đó. Máy thì hoạt động cực kỳ đầm nha anh em, đầm và mượt. Đó. Rất ok. Cực kỳ đầm luôn. Mua pin đây. Kêu rất là đã nha, khá là đanh. Quay ngược ok. Quay tới ngon lành. Đó. Mặt đạn trả ngược đây, trả dính. Lấy cước ngon lành. Đó. Thì con này nó có thông số vẫn bằng với con máy số 7 nha anh em.
Đây cước số 3 chỉ được 150m, cước số 4 chỉ được 110m. Be thì anh em câu be số 1.5 chỉ được 210m, be số 2 chỉ được 100 200, be số 2 chỉ được 180m. Đó, máy mọi hình đẹp. Rồi, giá công khai máy số 8, giá là 1.650.000 nha anh em, 1.650k cộng xếp với số 8. Tiếp theo máy số 9. Máy số 9 gửi cho người vẫn là một con máy của Shimano. Đó, con này còn hợp nữa nhé, còn hợp. Đây mọi người, tên của nó đây, Olita nha mọi người. Đó, một con máy hàng Malaysia xuất cho thị trường Nhật nha anh em. Đây, Malaysia xuất cho thị trường Nhật. Con này còn tuổi luôn. Còn hợp chứ. Còn hợp. Sẽ cái nhãn dán đây. Còn hợp để xem trong đây nó có gì. Nó có hợp thôi nha anh em, hợp và sách hướng dẫn. Đây anh em. Thì con này ratio của nó là 5.2.1. Nặng là 275g, mặt đạn của nó là 3+1 nha anh em. Thì con này nó có xây tương đương ra tầm khoảng 2500, cước số 2.5 cho được 150m, cước số 3 giờ tầm 1. Số 3 giờ được 120 anh em, 120m. Đó. Đây, máy hoạt động đây, chân chu nha. Thì đây là một con máy đua chuột nha anh em, máy đua chuột có hỗ trợ xả cực nhanh. Đó. Quay ngược ok. Đó. Quay tới ngon lành. Đó. Đây, mặt nạ của nó để đây là 4+1 nha. Máy thì rất chi là đẹp đây. Đây có hỗ trợ sửa cất nhanh nhé. Em gạt qua đây, chiếc lại đi. Đó. Gạt qua đây, sửa cất nhanh. Thôi em muốn xả từ từ thì dặn đôi chuột này. Đó. Máy này dạng thích hợp về cho anh em câu cá chép nhiều hơn. Đó, câu cá chép, câu cá chê, câu ngâm, câu lăn xê. Máy này vẫn được sản xuất của Malai. Máy tổng thể của hình thì rất là đẹp này. Đây, không có xê xáo cái đây luôn. Đó. Con lăn cước ok, tổng thể của hình ok. Xịn sò. Bobin hoạt động chân chu nha anh em. Hoạt động mượt mà. Quay ngược ok. Đó. Họ dính pha dính nhé, ngon lành nha mọi người. Rồi giá công khai máy số 9 giá 1.200.000 anh em, 1.200k cộng ship máy số 9. Tiếp theo qua đây, ở đây sẽ là máy số 10. Máy số 10 gửi cho mọi người là một con máy chuyên về cho anh em câu lua, lua suối, câu ISO, anh em câu lua, câu cảm giác, lua cá lóc dịch vụ nè, chép dịch vụ. Thì đây một con Nasit 1000, đó máy 1000 nha anh em. Anh em có thể về câu tôm cũng được. Đó. Thì đây một con Nasit 1000, máy của Malai sản xuất nha, Malai xuất kịp thường Nhật. Máy rất là đẹp. Con này đẹp xuất sắc luôn. Đó, đây. Đây. Có nút châm dầu nè. Đó, đây. Phần như đây không bị xước nha anh em. Máy rất là đẹp. Con lăn cước. Con lăn. Bobin sóng. Thì con này nó máy 1000 thì cước số 1 sẽ được 150m, cước số 1.5 sẽ được 130m, cước số 2 được 100m. Anh em câu be thì anh em câu be số 0.8 sẽ được 240m, be số 1 sẽ được là 190m. Đó. Máy thì hoạt động rất là mượt mà nha anh em. Chân chu, không có tiếng động lạ luôn. Đây, để anh em nghe. Đó. Quay ngược ngon lành. Phá mặt bạn phá là ngon lành nha anh em, phá dính nha. Đây, hoạt động rất là mượt. Rồi, giá công khai máy số 10, giá 1.300.000 nha anh em, 1.300k cộng ship. Tiếp theo sẽ là con máy số 11. 11 là ấy cho mọi người một con máy Shimano. Một con Marvel. Đây. Đây anh em, nó đây, tên của nó đây. Đây. Đây, Marvel nha mọi người. Con này hình như là 2011, 2012 gì đó sản xuất. Con này là một con C3000HG, dòng tua nhanh nha nè. Máy body dòng tua nhanh, máy còn rất là đẹp. Thì con này được sản xuất tại Malaysia, xuất cho thị trường Nhật. Đó. Đây, máy rất là đẹp. Con này dạng biết sao nó dùng lướt luôn mọi người.
mình lấy tại cửa hàng về nhé. Máy rất là đẹp, cái dạng không có xây xát nhiều luôn, không có xây xát luôn á. Máy đánh giá cảm quan cá nhân thì nói quá thì nó gây tầm khoảng 98-95% nhé, rất là đẹp. Một con máy đây, dưới đây không có vết xước luôn đó. Thì con này nó máy mới á, gây tầm khoảng 2,5 triệu hay gì á, 2,5 triệu, 2,6 triệu hay gì á, mình không nhớ là nhớ không lầm là vậy đó. Thì cước số 3 con này chưa được 150m nha anh em đó. Đây, chuyên về cho anh em câu lua, câu ngâm, câu lăn xê nhé. Máy thì tay quay là tay quay dạng gan quặng bây giờ nha mọi người. Đây, đây, đó. Đây nó còn cái vết mở bò luôn nè đó. Thì anh em biết là máy còn rất là mới rồi, rất ít câu đó. Hoạt động mà chân chu anh em, hoạt động mà mượt mà đó, không lỡ lầm nhé. Quá ok luôn. Quay ngược đây, quay ngược chả dính, chả dính nhá. Trọng ngon lành. Đó. Anh em con này thì mình bán với giá là 1,750 triệu nha anh em, 1,750 triệu. Đó. Nó anh em mua con này thì nó sẽ rẻ hơn máy mới, nó đâu rõ ra tầm khoảng 600-700 ngàn. Đó. Nên được cái là con này được cái mát là được từ thị trường Nhật về. Đó. Ngon lành, hoạt động chân chu nhá, rất là yên con này. Rồi giá công khai máy số 11, giá là 1,750 triệu nha nè, 1,750 triệu, máy số 11. Máy số 12, máy số 12 gửi cho người một con máy Shimano Twin. Thì đây một con Twin 2500 đó, cước số 2,5 sẽ được 150m, cước số 3 sẽ được 120m. Máy thì ngoại hình còn xây xác ở đây một tí nha nè, xây xác đó. Mưa bên là ok, lấy cước ngon lành. Thì Twin thì 100% được sản xuất tại Nhật đây, mình sẽ bền mãi có xe sát xuất dâm tương đối nhiều đó. Đây đây mọi người đó. Nhưng đổi lại một cái thì con này hoạt động thì ngon lành nha anh em, Twin thì hoạt động ngon lành, rất là mượt nha, vòng quay rất là chân chu đây, cực kỳ mượt. À. Ngon lành nhé. Quay ngược ok nè, đó. Dòng quay nó rất là chân chu nha mọi người. Đây, một đoạn giải ngược ngon lành. Quay cực kỳ. À, quay trong trống luôn, không có tiếng động lạ luôn. À. Rồi, giá công khai máy số 12, giá là 1,6 triệu nha anh em, 1,6 triệu cộng ship máy số 12. Theo lên cho mọi người máy số 13. Máy 13 gửi cho người một con máy Daiwa Kit nha anh em. Thì đây một con Daiwa Kit 2004 đó. Đây con này thì về còn hộp luôn đó, còn hộp túi sách hướng dẫn đó, còn hộp túi sách hướng dẫn nha anh em mọi người đó. Thì đây một con Daiwa Kit, gạch vô của nó sẽ là 4.7.1, nặng là 220g, mắt rắc là 2kg thôi nha anh em đó. Đây thì con này mặt đạn của nó sẽ là 5+1 nha mọi người, 5+1 con Daiwa Kit 2004 máy cổ nông, chuyên về dạng cho anh em câu cá chép, câu lóc dịch vụ nhé. Máy thì còn hoạt động rất là chân chu rồi đó. Thì con này cước cái thông số cước nó bị bay mất rồi. Để tiếng rắc mua viên nghe rất là đã nhé. Cái cước ok, hoạt động chân chu đó. Để xem con này thì dây số BE hình như là BE, con này BE 0.6 chứ được 100m nữa nè. BE 0.6 vừa 100m, máy thì hoạt động rất là mực đó. Không còn gì phải bàn, tiếng gắt thì còn rất là hay rồi đó. Cái viền mũ pin trên đây thì còn rất là đẹp nha anh em, có xe sát đây một tí nè, xe sát đây tí, xước đây một tí nữa đó. Kit này thì được sản xuất tại Thái Lan nha anh em, được sản xuất tại Thái Lan, xuất trên thị trường Nhật
Thì máy ăn kiếp này thì rất nổi tiếng này, hoạt động được cái là bền bỉ nè, đó, châu bò bền bỉ, rộng chân châu nhé, máy ngược ok, quay tới ok, đó, các bạn trả ngược ngon lành. Rồi giá công khai mã số 13, giá là 1.500.000 anh em, 1.500k cộng ship máy 13. Ngoại hình có xe sát ít nhưng mà tổng thể hoạt động thì ngon lành nhé, tiếng gắt mùa bên nghe cũng rất là hay. Tiếp theo mã số 14, máy 14 gửi cho người là một con máy Daiwa Kit. Thì đây một con Daiwa Kit 2500, đó, 2500, có xe tương đương ra tầm khoảng 3.000 Shimano. Cứ số 2 sẽ được là 200m, cứ số 3 sẽ được 150m. Ngoại hình đây anh em, ngoại hình con này thì được gọi là đẹp. Đó, nó ra tầm khoảng 95-93% nhé. Đây. Giờ kiếm một con máy kit mà đẹp như thế này thì rất là hiếm. Máy được sản xuất vẫn là được sản xuất tại Thái Lan. Với xe 3.000 này chuẩn về cho anh em lua lóc, lua chẻm, câu câu nhớ thật đây. Đó. Đây, máy rất là đẹp. Máy thì sơn là nguyên zin hết nha anh em. Sơn nguyên zin hết. Đây, lần cước ok ngon lành nhá, đẹp đẽ. Quá trời đẹp con máy. Đó. Lâu lắm thì sẽ mới về được một con máy kit đẹp như thế này. Đó. Đây. Đây nè. Đó, ngon lành. Máy thì hoạt động rất là mượt đây. Đó. Không còn gì phải bàn. Đa phần những con máy đẹp thế này thì bên Nhật họ sử dụng rất là ít nha mọi người. Đó, nên độ bền bỉ, độ ma sát của bánh nhông còn rất là êm. Đó. Chứ không phải là như những con máy mà dạng xây sát nhiều thì hoạt động nó không còn nghiêm như thế này đâu. Đó. Ngon lành nha nè. Hoạt động chân châu êm mượt. Để cước ok. Mua bên sống. Rồi giá công khai mã số 14. Giá sẽ là 1.700.000 nha anh em, 1.700.000 cộng ship máy số 14. Tiếp theo máy 15. Máy 15 gửi cho người là một con máy Daiwa Kit, hàng của Nhật. Thì những con này bây giờ cũng còn rất là hiếm này. Đây, một con kit hàng Nhật. Thì đây một con kit 4.000. Đó, một con kit 4.000. Kit 4.000 thì nó có xây tương đương tầm khoảng 6.000 nha anh em. Cước 6 sẽ được 150m, cước số 5 sẽ được 200m. Máy ngoại hình đây. Đó. Con này thì ngoại hình cũng tương đối ok, không được gọi là quá đẹp quá xuất sắc nhưng mà theo đánh giá cảm quan thì nó rất là ok luôn. Đây, không có vết xước gì cho nha mình nè. Máy được sản xuất tại Nhật. Đây. Được cái là bù lại con này nó được độ có nấm nha nè. Đây, nấm RCS nha mọi người, nấm xịn. Đó. Đây những vết xước mình soi kỹ cho mọi người xem. Đây xước ở đây một tí nè. Đó, xước ở đây, ở đây, ở đây cái nữa. Rồi xong, ba điểm đó là ba điểm dạng xước lớn nhất, xước chỗ này nữa. Đó. Rồi phần còn lại là đẹp nha mọi người. Đó, chỉ có ba điểm xước này thôi. Đó, nên mình đánh giá con này nó không được đẹp lắm, mà tổng thể nhìn cũng rất ok, rất là sạch sẽ con máy. Đó, chỉ có ba điểm xước đó thôi. 1, 2 và 3. Đó, chứ 3 điểm xước này là đáng chú ý thôi. Máy thì hoạt động thì những con máy này thì bao anh em hoạt động nhé, rất là mượt, quay rất là chân chu. Đây. Đó, rất là êm lành, ngon lành. Quay ngược ok nè. Đó. Bù lại thì con này nó được độ cái nấm trộn độ nhé. Đó, nấm độ của nó hợp với cái máy luôn. Đó, ngon lành nha anh em, quay cực kỳ mượt. Đây, lắc đây, lắc và quay thôi. Đó, ngon lành con máy nha mọi người. Rồi giá công khai mã số 15, giá là 2.800.000 nha anh em, 2.800.000 cộng ship máy 15. Tiếp theo máy 16. Rồi máy 16 gửi cho người một con Daiwa CTS nhé. Đây, dòng CTS này thì mình bán khá là nhiều. Đó, để mình đọc thông số trước. Thì đây một con Daiwa CTS 3.000. Đó, máy quê thì nó sẽ con hộp túi sát hướng dẫn lông đền phụ. Đó, đây mọi người. Đó, cái hộp nó thì để nhiều cái á, nó
nó đèn nó không được xấu cái được đẹp tí, nhưng mà còn hợp về là còn ngon lành mọi người. Thì con này một con Daiwa CTS 3000, hàng được sản xuất tại Nhật, và con này nó có ratio của nó là 4.8.1, nặng là 285 g. Thì máy 3000 thì nó có xây tương đương lên tập khoảng 4000, cước số 4 như từ 150 m, cước số 5 như từ 120 m. Mặt đạn của nó là 9.1 nha anh em, 9.1, mắt rắc của nó sẽ là 7 kg. Đó, khá ok. Một con máy đây, máy mà Nhật họ bán lúc sản xuất ra con này nó ra tầm khoảng 46.000 yên, ra đâu đó tầm khoảng 8 triệu 9 triệu Việt Nam nhé. Đây, giờ về Việt Nam đây, đây qua CTS 3000, ngoại hình thì còn tương đối ok, không quá xuất sắc cũng không quá xấu. CTS 3000, hàng được xuống tại Nhật. Đây, xe sát 1 tỷ ở đây. Đây, cái mạ rơm này thì nó xe sát nhỏ thôi nha anh em, xe sát dạng xước lông mèo thôi. Đây, rất ok, con lăng cũng vậy, xước lông mèo ít ít thôi. Nhưng mà tổng thể nhìn lại còn rất là đẹp. Con này anh em về đánh lóc hết chơi, không còn gì bằng. Máy hoạt động thì rất là mượt rồi. Mấy con xe test này hoạt động chân chu. Anh em quay mà để một hồi nó mới dừng. Không xào không lắc gì chơi nhanh nè, hoạt động rất là mượt, chân chu mượt mà. Đây, mặt đạn trả ngược con lành nhé. Rồi, giá công khai máy số 16, giá là 2.8 triệu luôn nha, 2.8 triệu cộng ship máy số 16. Tiếp theo máy 17 gửi cho mọi người là một con Daiwa CTS. Thì đây một con Daiwa CTS được tương đối cao nha mọi người. Thì đây một con Daiwa CTS 2510 BE. Thì con này sử dụng, con này có mặt siêu nha anh em, con này có mặt siêu. Anh em có thể câu biển, câu mực, câu lóc, câu chẻm thả ga nhé. Đây, máy thì đây cái cối nó có sức dâm chỗ này nha mọi người, nó quyền cối thì còn rất là đẹp. Nói chung này có sức dâm, bảo cho anh em sức dâm. Thì con này bia 1.5 sẽ được 150 m, bia số 1 sẽ được là 200 m nhé. Máy được sản xuất tại Nhật, Mitsubishi. Đây, xước sát đây một tí. Nói chung thì con này tổng thể ngoại hình có xây sát nhé. Đây, xây sát tí. Đây, đây cũng vậy. Nhưng được cái nào đổi lại thì hoạt động con này thì im thì thầm, rất là mượt nha mọi người. Con này hoạt động rất là mượt. Nào, để kế bên cho mọi người nghe luôn, rất là mượt, mượt kinh khủng, phá ngược ngon lành. Đây, động mượt mà nhé, quay ngược ok, quay tới ngon lành. Đó, gạt cước thì cũng ngon lành luôn. Ô bên thì quá ok. Rồi, giá công khai mã số 17, giá là 2.4 triệu nha anh em, 2.400k cộng ship máy 17. Tiếp theo máy 18. Máy 18 gửi cho người một con máy của Daiwa. Thì đây vẫn là một con Daiwa hàng của Nhật nha mọi người, Mercedes-Benz. Thì đây một con máy Daiwa Bagadis Gadia nha anh em. Một con máy Daiwa Gadia. Thì con này có xây tương đương tầm khoảng 3000. Gadia 2500 nhưng mà xây tương đương tầm khoảng 3000. Cước số 2 như được 200 m, cước số 3 như được 150 m nhé. Đây. Máy tổng thể ngoại hình tương đối đẹp. Tương đối ok chứ không được đẹp. Nó vẫn có xây sát nhé. Đây, xây sát nha mọi người. Đây vẫn vậy. Đó. Đây, mã số 18. Tay quay dạng gan quặng nha anh em. Đây có xe sát đây một tí nè. Đó. Máy hoạt động chân chung. Đó, ngon lành, mượt mà. Đó, mặt đạn pha dính nha anh em. Hoạt động rất là mượt. Quay ngược ok.
về tới ngon lành. À. Rồi, giá công khai mã số 18, giá 1.800.000 cái này, 1.800.000 cộng ship mã số 18. Tiếp theo mã số 19. Đây, 19 là cho người con một con khủng long. Thì đây một con máy Daiwa Milong Max GS9000 nha anh em, GS9000. Đây. Máy thì anh em nhìn, đây một con dạng máy cổ rồi, nhưng mà nhìn anh em nhìn tổng thể của hình đây. Rất là đẹp. Đó. Con này dạng về cho anh em câu bông lau, câu ngâm, đó. Câu đáy, câu biển. Máy rất là đẹp nhé. Hàng này được sản xuất tại Nhật. Đó. Con lăn đây, đó. Con lăn này vẫn lăn ngon lành nha mọi người. Đó. Con này thì anh em kéo chì 1kg 500g là bình thường nhé. Máy rất là khỏe. Tiếng gắt mô bình nghe cũng rất là đã nhé. Đáy cước ngon lành. Đó. Ngoại hình đẹp, hoạt động thì trơn tru nhanh nè. Hoạt động trơn tru. Đây, lắc quay thôi. Đó, máy cổ thế này còn gì bằng nó. Đây. Động rất là ok nha mọi người. Đó. Trơn tru mượt mà nhé. Một bên sóng. Thì con này có sẽ tương đương ở tầm khoảng 15.000. Cước số 16 sẽ được 170m. Cước số 18 sẽ được 140m. Cước số 20 sẽ được 125m nhé. Rồi, giá công khai mã số 19, giá 1.800.000 nha anh em. 1.800.000 cộng chip mã 19. Tiếp theo mã 20. 20 gửi cho mọi người là một con máy đây qua Emblem. Thì lần trước mình cũng có đăng clip, lần này lên lại giảm giá. Đây, lần trước bán 2.000.000, lần này giảm giá xuống. Thì đây một con Daiwa Emblem 5000A và máy này được sản xuất tại Nhật nha anh em, nên Japan. Máy có nông, chuyên về cho anh em câu bạc bãi, câu lục, câu bơm bơm nè. Đó, đây. Máy thì còn rất là đẹp này. Rất là đẹp nhé. Đây. Còn đây thì rất là đẹp, xuất sắc luôn. Đó, không có xước. Emblem. Thì con này một con Emblem 5000A thì nó có xe tương đương nữa là tầm khoảng để mình xem con này ra tầm khoảng 10.000. Cước số 8 thì được 200m, cước số 10 thì được 150m nhé. Máy thì hoạt động chân chu, không lỗi lầm nha mọi người. Hoạt động rất là mượt, mặt nạ chảy ngược ngon lành. Quay tới ok, quay lui ngon lành. Đó. Rất là mượt nha mọi người. Con lăn thì đẹp nhé, sáng bóng. Đây. Rồi, giá công khai mã số 20, giá 1.800.000 cái này, 1.800.000 cộng ship máy 20. Tiếp theo mã cuối cùng, mã số 21. 21 gửi cho mọi người là một con máy Shimano Spinjoy. Con Shimano Spinjoy XT. Thì con này còn túi nè, sách, đông đền phụ, đó, cái hộp đựng cối, nào, con này đủ phụ kiện luôn nha anh em, được gọi là full box, full phụ kiện luôn, cái hộp nó hơi bị xấu một tí thôi, đó. Thì con này nó ratio của nó là 4.3.1, con này nó tải được 12 kg, rắc của nó được 12 kg. Nặng là 570g. Mặt đạn của nó sẽ là 4+1 nha anh em, mặt đạn là 4+1. Và con này nó có hai cối, một cối tiếp 3, một cối tiếp 5. Đó. Cối số 3 thì bê số 2 như được 200m, bê số 1.3, bê số 3 sẽ được 130m. Cối số 5 thì bê số 4 sẽ được 175m. Bê số 5 sẽ được 140m. Đó. Thì hai cối này thì tùy theo địa hình và địa điểm anh em câu nhé. Thì đây một con máy hàng Malay xuất cho thị trường Nhật nha anh em. Malay xuất cho thị trường Nhật. Thì máy tổng thể thì ngoại hình rất chi là đẹp. Đó, máy rất chi là đẹp luôn. Đây. Đây anh em thấy không? Đó, máy có nông,
ngoại hình đẹp, chuyên về cho anh em câu lục, câu bạc bãi, câu mè, câu cá mè. Máy rất là đẹp nha mọi người, Ba Lai sản xuất. Máy có nút châm dầu. Chỗ này thì nó bị xước cái này một tí nè, nhờ trong quá trình vận chuyển về nhá. Phần còn lại thì rất là đẹp. Nói chung là đây, con lăn cước ok nhá. Chung là máy không có xây xác như nhiều luôn, chỉ có chỗ này thôi. Phần còn lại ok hết. Đó. Quá ok một con máy nha anh em, Spin Joy hai cối. Đây. Ngon lành. Máy thì hoạt động chân châu quay. Rất là mượt nha mọi người. Không lỡ làm. Này được ok. Quay tới ok. Đây, máy lắc thôi cũng quay nữa. Đây. Rất là mượt. Phá ok, phá ngược ok, hoạt động ngon lành. Rồi, giá công khai máy số 21, giá là 2,2 triệu nha anh em. 2,2 triệu cộng ship máy 21. Rồi, đó tổng cộng là 21 máy câu lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng con máy nào có thể chốt, đưa shop thoại, shop tự động liên hệ mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.